quán kia đấy. Có. Quay nha. À vâng. Đây. Chị Thu ơi, cho nói chuyện với anh Sinh kia tí. Đây, rút ra. Đây, quay chưa. Ăn luôn. Đây, mua lá cho anh nhé, mua lá này. Nào, quay lại nhá. Chị này chị Việt hả? Vâng. Chị bán được đắt hàng không? Không bán được. Làm cảnh treo mà bà làm cảnh mà không có gì đâu chị ạ. Anh Côn, chị có muốn nhắn Côn cái gì không? Không, em chẳng nhắn gì cả, em bảo anh cứ tiền nhiều về chơi. À, tiền nhiều về chơi, tiền nhiều về Việt Nam chơi. Chẳng nhắn gì. Không bảo anh gửi cho tí nào không? Không, em không cần anh gửi, em bảo anh cứ tiền nhiều về đi chơi được rồi. Thế được rồi. Thế là của chị có hai bên hả? Hàng chị Xuân, hàng chị Việt ấy nhỉ, to nhỉ. Lầm cấm. Rồi, hai chị em lầm cấm. Hai lầm cấm không? Không, bác bé à. Con ơi, đi vào nhà đi. Xin giới thiệu với anh Côn, một bên trái là chị anh biết rồi. Chị Hải, à biết rồi gì? Vâng. Bên phải là anh Nguyễn, anh Hòa, xong tiếp đó là anh Côn, anh biết rồi. Sơn, vâng. Bạn Cúc Chi. Vâng. Thôi được rồi, các chị vào trong nhà đi, con đi vào đi. Em quay đây là sân sướng. Vâng. Sân sướng cảnh. Ôi, hóa ra là ông anh mình chết không đi. Đúng là ông anh còn gì nữa. Không phải ông anh chết rồi nha. Ông anh sao nó chưa biết gì rồi đó. Anh quay đến nào chị Hải. Này anh Côn anh phấn khởi quá. Đấy.
Khỏe không? Khỏe không? Có anh có lên mời Việt Nam nữa không? Dạ. Nó còn chưa quay thì nó có, đây, đây, đây. Ra không được. Ra làm sao phải ra? Trẻ thôi anh. Ra không được nhưng mà nước không vậy. Đây. Đấy, cho ông sang lấy cho ông nó chăm sóc ở bên mà buồn thì thỉnh thoảng coi như về Việt Nam chơi thì về Việt Nam chơi thì nó lại có nhiều cái vui của Việt Nam, đó là cái hương đông hương đồng gió nội thì mẹ gà coi như đi bộ ăn khóc. Chị em ông Sơn đâu rồi? Ông phải đi đá này. Tôi biết rồi, ông về nhưng mà nó còn không phải là về chơi mà nó về là cái chuyện công an việc làm, về công tác của ông thì tôi cũng không trách. Nhưng mà có cái là cái đợt vừa rồi mà về là không gặp nhau, đó là một cái sai lầm lớn. Thế? Hôm qua sáng nay đi là phải chuẩn bị tôi bỏ mấy tôi làm vài hôm mà tôi nghỉ á, tôi hôm tôi nghỉ tôi có hỏi Sơn là sẽ không chỗ làm Sơn không biết. Nguyên nó đi làm nên thương cháu. À đi vào trong kia. Chị ơi. À tôi đến rồi, đến rồi thì phải luôn đến anh. Rồi rồi đến lúc lúc khác mà làm sao mà anh em đi gặp gỡ. À ok. Đây. Không 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 phải bây giờ, ý là nói như thế rồi. Bây giờ được cái gì này? Không, ai? Bây giờ thì đang bận lắm rồi. Này, ở bên nó có biết cái Hồng Béo không? Đấy, Hồng Béo nào ở đây? Hồng Béo đây cô đấy. Hồng Béo đây cô. Cái Hồng Béo mà hồi xưa mình coi như là khai đất để xây nhà bên cái dòng đó, cái chi hai đứa nó đi qua nó xuống chợ Hương, xong về nó mua quà nó cho mình một củ sắn đấy. Sao em cứ xoa đầu? Này, trông đầu. À, xỏ lão, tóc thủ. Đưa cho tôi tìm ở trong trên đó. Số phone này là tôi tìm là và vợ tôi đã tìm rồi, tôi bảo tôi có đọc tên của con mình nó đã biết rồi đó, cũng say cũng bỏ đó. Anh đầu tôi không biết là anh của em. Đây vợ vợ tôi con Hồng nó về, nó ở bên kia. Hồng nó về cái chỗ này đầu có chơi. À nó chuyện vợ tôi chứ. Này nó gọi đi hát tôi ngay đấy. Anh con gọi anh nói chuyện gì? Này em nói tôi nè. Bác cái tàu anh nhìn em lại thích ngay đấy nhá. Chơi không? Để em lại thích em chơi ấy. Biết thì đi to thì cái là không có là biết 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 là
xây dựng ấy không? Nước này cũng lên cái để quay vào vãi vãi chẳng tốt. Rồi mời côn nha, du côn. Vâng. Để vào có gì không đấy? Không, chỉ bởi vì là tên là côn thì mình cứ gọi du côn. Mình là Nguyễn Tần gọi du côn. Mình miễn là gọi giúp cô đi. Tên là cô thôi nhưng mà đúng anh em lâu lâu rồi hôm nay đi tụ tập đấy thì làm nói làm nhà hết rồi nhau mình chuyện. Anh em tên là cô thôi, anh em cũng cô anh em miền đó. Phim dài đấy anh. Anh em tên là cô thôi đấy anh. Phim vào ba anh để xin anh cứ đặt. Thế cái đợt vừa rồi là có anh đẹp những cái vần. Đợt vừa rồi là có em Liên với em Quy là bạn của vợ tao thì mày coi như là gặp một vài lần thì thấy các em coi như là nói chuyện coi có dễ nghe không? Là em Quy làm. Không chỉ nghĩa nào. Thế cả em Quy đâu hay em Liên? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vừa đang đi về rồi đây. Đi về. Quy đang đi cái gì? À. Ừ. À. Phạm Du Côn. Rất Du Côn. Côn ạ. Ờ, vâng, thế chứ em bảo em nhận ra anh, em nhận ở ngoài đường thì em chưa biết nhà, nhưng hôm nay tự nhiên chứ quái nào không có linh tính nào, nó dìu dắt như một gia đình, như đến là nhận đúng anh đấy. Anh cho số điện thoại lâu rồi nhá, nhưng mà không biết nhà là hôm nay đi cùng đội được vào. Thế vâng anh ơi, cái đợt này gặp gỡ anh về thì vui lắm anh ạ, như một gia đình thôi. vâng nhớ nhá, đấy anh thu giá thời gian anh về nhá. Ôi hay quá. Vâng rồi. Vâng rồi thế là đâm ra tự nhiên này coi như là anh Sơn đấy, anh nói anh Nguyễn rất nhiều rồi nhá, là cùng bạn thân với anh Sơn đấy, với anh đúng không? Thế em bảo ở hôm nay vào nhà anh Nguyễn để quay nữa, thế quay nào vào thì tôi lại đúng không anh của mình nhá, rồi nó vui không xiết anh ạ. Thế anh ạ. Vâng đấy anh ạ, nhiều ngẫu nhiên thế không biết. Vâng đấy, thế đâm ra là vâng tự nhiên là anh chị lại nhận ra là rất là quý anh ạ. Vâng vâng đấy rồi thế. Vâng đấy đúng anh ạ nha, ý như chỗ nào ông cô yêu cầu cứ để cho nó bỏ vâng em sẽ làm hết trách nhiệm nha, để cho anh mình lên vui anh ạ. Thế chúng em đây cũng cảm thấy thích lắm nha, mà tự nhiên đến đâu lại đến nhà anh nhớ là đúng là anh nhớ là anh bỏ anh nữa anh tí em tí biết anh ấy rồi mà em chưa bao giờ em vào nhà anh bảo người ta chúng em đi ra kia từ phòng tí em gọi lại hai nhà đi phòng Dương ơi tí ra biển phòng nha. Vâng. Thank you.
tháng năm anh ạ. Chưa chưa phải ra không đâu, em chờ đường đấy.
sợ hàng dưới không có á. Béo quá kinh ngạc, béo là gì đâu. Chị Linh ơi. To to lên tí nữa. Chị Linh ơi. Cái gì? Không được quay.